mà con muốn bị kẹt mà con giải thích thì người ta tức là không thỏa mãn. Hôm nay con lên con đây cũng hỏi bạn câu là có một vị hỏi đấy là pháp môn thiền tâm không dùng công tu tức là không ngồi thiền, tại sao tổ Bồ Đề Đạt Ma lại ngồi trong hang núi chờ 9 năm mà không ăn uống gì, vậy có phải ngài đang ngồi thiền không? Thì câu hỏi này con bị kẹt, thì con kính cho bác có trả lời con câu này để con trả lời câu hai. Thì con không dụng công mà tại Bồ Đề Đạt Ma không có tổ Bồ Đề phải không? Dạ. Ai nói Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền? Thì có một vị ai nói ai nói câu đó? Có một vị ở Tịnh Độ người ta ngồi ở Tịnh Độ. Các bạn như vậy thì nói có biết gì thì tâm tôi nói anh nghe nè. Anh trụ trì cái chùa này, ví dụ nó trụ trì một cái chùa không tiếp xúc ai hết đó, nhưng mà có người ta tới anh không tiếp xúc, anh mới quay mặt vừa nhắc ra anh tiếp. Còn ta đi là anh ra đi làm chứ lẽ đấy mà tính có bóng dáng ai gần đó học chân vô cái góc ông nội cũng cho quay mặt vừa nhắc ông nội nữa, ông đánh ông không thể nói chứ không phải có bồn tiền. Nên nếu một điều ông ngồi để dây quay mặt gần nhất không phải là ngồi tiền, hiểu không? Dạ, hôm nay con cũng hành tự nghiệp. Mình đi mà cũng đi ngủ chứ không có ai là cậu chi. Ông đó cái này là trốn người. Dạ, rồi con hiểu rồi, con biết được con đã được. Và con hỏi bác câu thứ hai. Tức là cũng một việc đó, tức là kinh pháp của bên Tịnh Độ và học pháp rất là nhiều. Thì họ nói là ông đưa pháp thì tâm cho tôi mà nói là thì tâm không quỳ xin lại lục, vậy tại sao Đức Phật lại đấu sư khô? Thì ông sẽ thích là ra cho tôi để tôi thông hiểu tôi cái tu pháp của ông đưa hết. Thì bác trả lời con, để hôm nay con hỏi đây để có khi nào nó quay video để đưa lại cho hai cái vị này, bởi vì hỏi cũng rất là khổ cho con mà con không tài nào mà mình nói được, mà có giải thích điều gì thì họ cũng không chịu nghe. Đấy, con cũng xin hết. Cái mình tu thiền á là mình tâu đạo Phật không lại bất cứ cái gì, đúng không? Đức Phật nói như vậy. Mà cái chuyện mà Đức Phật lại đấu xương không phải đấu tu, mà ông nhớ là tiền bối trong cái kinh nói xem là biết đâu là cha mẹ của mình ngày xưa đó, cái rồi lại đến tiền bối về vấn đề mà cái hài cốt này chứ không phải ông lại để ông tu. Ông tu là ông không cho lại, chứ phải cái này là gọi là nhớ ơn của thế giới vật lý bắt buộc phải làm cái này nha. Còn nếu mà tu mà năm pháp môn chứng nhắc theo nguyên tắc vật lý á được quyền lại đó. Cảm ơn. Còn thiền tông thì tuyệt đối không có làm cái chuyện này. Thiền tông là không có chấp nhận bất cứ cái hình thức gì mà cầu xin lại được ai trên trái đất này hết, kể cả Đức Phật. Bởi vì nếu mà ông bắt đầu cho nó tên lại một cái là cái ngã chấp ông bò ra liền đó. Thì cái thiền tông này mới nói thì thôi, còn tất cả thì pháp môn khác vẫn thực hiện đúng theo quy tắc vật lý. Hôm qua con cũng đã giải thích cho cái vị đó cũng như ý của bác giải thích, nhưng người ta không chịu, còn người ta cũng cứ bắt mẹ mình mời. Thế là hôm nay con cũng đã rõ ràng nên là ý con cũng tương đồng với ý bác mà họ vẫn không chịu. Con không chịu.